Vâng xin chào tất cả các bác đã trở lại với cửa hàng âm thanh Ankin Audio. Hôm nay thì bên em uh, tổng lực vệ sinh cái lô loa 25 full 25 còn lại. Uh, một dòng thương hiệu đến từ Italia các bác nhé Thì uh, thằng này thì báo luôn cho anh em để anh em thắc mắc nó là dây chuyền công nghệ của Italia nhưng mà vẫn là ráp ráp và sản xuất thùng ở Trung Quốc các bác nhé Thì cho tất cả các bác xem thông số. Hiện tại thì cái lô màu uh, gọi là màu uh, cà phê này thì em có hai mã đó là AX10 đây là cái mã AX10 AX10 thì nó là thùng lệch anh em nhé Đấy AX10 thì nó là thùng lệch à, Con này công suất là 300W Và công suất mắc là lên đến, đến, đến là 1200W Tức là cái cái một dòng loa full 25 Mà công suất tương đương với một đôi 30 Hoặc thậm chí bằng một đôi 40 Tức là cái độ phủ của dòng full 25 này Nó rất là lớn các bác nhé Đấy model con này là AX10 Thì cho các bác xem phân tần Đây phân tần đây anh em Đấy phân tần của AX10 này các bác nhé Đấy, và cái chép của anh 10 đây đấy, chép rất là lớn luôn chép con này cực kỳ lớn luôn các bác nhá chép con này là chép 45 luôn các bác đấy một dòng full 25 mà sử dụng chép 45 Ok à, đây là cái bát bát thì uh, nó với cái thằng uh, em đang đỉnh quay đây nó với cái thằng uh, ah10 thì cái bát nó cũng tương đương như nhau nó chỉ khác một chút là gì ạ đây cho các bác xem nhé nó chỉ khác một chút là cái bát thằng này này nó đít nó hơi gù lên một tí còn cái bát kia là, nó phẳng đấy báo luôn cho em hai mã nhá sử dụng chung một loại bát nhưng mà phí cái cái bít loa thì nó hơi vảnh đít lên còn cái thằng 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 này là thằng ax 10 thì là, là là, bằng đúng không ạ là bằng nó không khác gì nhau màng thì màng đều là màng chống nước cả các bác nhé côn 65 mươi côn lớn và bát cực kỳ sâu Đấy bát con này rất là sâu luôn màng đều là màng chống nước luôn À, với cái thằng uh, Model này thì em chỉ có đúng hai đôi Đó là Model AH10 em có hai đôi Và con này thì nó lại sử dụng cho mình là một dòng chép cực lớn của BNC Đấy, chép của Italia luôn các bác nhá à, Và phân tần nó sẽ khác hơn một chút à, Đây, cho các bác xem cái phân tần này Đấy, phân tần nó là sử dụng chở gồm có cả chở nhôm Chứ không không hoàn toàn là chở sứ như cái thằng uh, uh, AX10 các bác nhá và em nói rất rõ rồi cái loại này thì nó chỉ có hai hai đôi thôi hai đôi phân tần và bát đây à, chép đây chép là sử dụng chép của đây italia à, chép bnc của italia và bát của nó đây Đấy. bát đi gù, hôm nay là bát đi gù thì à, giá em báo luôn cho tất cả các bác thì với cái màu đen màu đen ê căng của nó đây anh em nhé ê e căng đây này ê e căng của hai đôi này thì là ê e căng màu kiểu này Đấy. Đó là e căng kiểu này anh em cái này em chưa e căng chưa vệ sinh nhưng mà e căng này nó gọi là đẹp bên trong có một lớp sắt nữa rồi anh em yên tâm nhá thì con này thì một đôi này thì em báo giá luôn cho tất cả các bác là cái giá là 3 um, sorry anh em năm triệu năm trăm ngàn đồng một đôi 5 triệu 500 ngàn đồng hàng zin đẹp anh em nhé Ok chưa Và cái thằng uh, AX10 này Nó là thùng lệch Còn thằng này là thùng cân em nói rồi nó sử dụng cái chép này và cái bát nó chỉ là bát phẳng em quên nó không không mang ra đây cái bát nó phẳng luôn còn lại giống y đúc cũng là gì ạ bát chống nước Thế con này em sẽ bán cho tất cả các bác giá rẻ hơn một chút thì đây phân tần của nó đây anh em nhé cái phân tần thì hoàn toàn là chữa sứ thôi thằng kia là nó là chữa nhôm Đấy, còn thằng này là chữa sứ thì giá là 5 triệu hai trăm ngàn đồng 5 triệu hai trăm ngàn đồng các bác nhé hàng zin đẹp cho tất cả các bác luôn Đấy, số lượng thì không có nhiều dùng một dòng full 25 các bác này Đấy, hai đôi của chép của BNC các bác ạ. Đấy, anh hồng bảy màu đầy đủ cho tất cả các bác luôn. Rất là đẹp luôn. Thằng này tiếng chép cực kỳ bay và nhuyễn. Thứ nhất là chép BNC rồi chép Selection và những cái dòng chép gọi là quen thuộc với tất cả các bác rồi, bởi với những cái chất âm. Đấy, nên bác nào mà có nhu cầu liên hệ sớm 5 triệu năm một đôi, chỉ có hai đôi thôi màu này. Em để màu nguyên bản luôn, không sơn lại và cũng không chấm lại luôn, để như này hàng như nào để như thế báo luôn cho anh em đương nhiên không chấm lại không sơn lại thì nó sẽ có sức sát hơn so với bình thường nhưng mà các bác được sở hữu một đôi loa zin tuyệt đối luôn đấy. còn cái loại um, ax 10 thì là 5 triệu hai đấy cũng sử dụng chép 450 5 triệu hai các bác nhé bác thì cũng tương đương như thế thôi thì giá là nếu mà bác nào muốn xem lại cái bát thì thì, thì nhắn tin em gửi ảnh cho nhé em đang quên để trong kho Giá là 5 triệu 2, còn con này là 5 triệu năm các bác nhé Rồi các bạn nào có nhu cầu vì số lượng con này cực kỳ lấy ít thôi, màu rất là đẹp Thì các bạn nào nhu cầu liên hệ thì uh, liên hệ với kinh qua số điện thoại nhé Cam kết cho tất cả các bác là uh, Bao cho tất, tất cả các bác trong vòng 3 ngày Nếu các bác không ưng về chất âm thì bên em cho các bác hoàn hàng Không mất một phí phần trăm nào các bác nhé Nhưng quá 3 ngày là bên em không hỗ trợ Là đổi trả nữa các bác nhé đấy nói rõ ràng với tất cả ngay từ đầu và đương nhiên hàng là phải có cọc thì mới lên đường các bác nhé ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác